Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người con xe Kawasaki Z900, xe Thái Lan nha, biển Sài Gòn. Biển Sài Gòn đăng ký 2017. Em bán giá là 202.800.000. Quá rẻ luôn, xe lên nhiều đồ chơi. Lên quá trời đồ chơi, lên tem chùm nữa. Tem chùm đẹp lắm nha mọi người. Xe Thái Lan nha, xe này nó nhẹ nhàng hơn so với là Z8 với Z1000 thì giờ. Mà ngồi chiều cao nó cũng ok nữa. Trời ơi, em mét tám mấy á, nhưng mà tại chưa phát triển được nên giờ còn có mét sáu mấy à. Nên từ từ phát triển là mới có 17 tuổi á mọi người. Nó nặng lắm mà. Không, nhà heo này khiêng một tay là lên hết. Ồ, vậy luôn hả? Ừ, anh bớt nói để mình quay. Rồi, xe quá rẻ nha mọi người. Nhiều đồ nó lên bô AK Bobic Slip on Carbon ý lộn Titan. Đó, em có đổi giao lưu xe khác. Ngoài ra dòng bốn máy thì phân khúc 900 thì em có CB650 với là MT09, giá cũng xem luôn à, mắc hơn CB650 tầm 230, MT09 thì tầm 26 mấy á, nhiều đồ nữa. Rồi, để em giới thiệu chi tiết cho mọi người nha, cầm đếp đi chung. Rồi, con quá đẹp nha mọi người. Rồi, để em giới thiệu chi tiết nè. Đầu tiên là chắn gió nè, chắn gió dán cái đề can quá đẹp luôn. Đề can quá đẹp này, không lột luôn nha, lột còn đẹp lắm. Ta lên đề can màu gì mà có kim tuyến quá trời luôn. Đây có miếng không có miếng nào em lột à, bữa em lột cái này em quên nè, để tiêm chỉ cho nè. Đề can quá đẹp luôn, đi thêm tem rời nữa để nó hơi hở xíu để tiêm phích lại cho kem dưới bay vậy. Rồi lên xi nhan led nè, đó dán chóa đèn này kia lên cực ngầu luôn nha mọi người, thấy không, dính chính dán tem quá đẹp luôn. Đây có phuộc upside down, phục trước upside down nè, màu đen, không có tì vết luôn, không có xì dầu này kia đâu nè, ốc tán sáng chân luôn nè. Đây, ốc tán, ốc cốt này kia là sáng chân hết. Đĩa dày nha mọi người, đĩa dày đó. Còn cặp mâm là chủ xe sơn rồi nha, sơn cho giống màu Kawa, nhìn nó đồng bộ với chiếc xe hơn. Thì cái mâm đen này nhìn nó đơn giản quá. Rồi có lên thêm là che cách nước nè, chống đổ nè. Đó, chủ xe dán keo nguyên con luôn, tem chùm quá đẹp luôn, màu kim tuyến, tem chùm màu kim tuyến quá đẹp luôn. Rồi sơn xanh đặc trưng của Kawa cho mọi người. Đây lốc máy nắp chào này kia là mọi thứ còn đẹp long lanh hết. Đó có lên gì đó, lọc nhớt cài nè, lọc nhớt cài nè, bộ bô còn đẹp long lanh. Rồi đó, quá đẹp cho mọi người. Lên có lên chống độ, chống độ lốc máy nè, Rioma nè, không cục máy ốc tán này kia là còn đẹp, không có gì để chê hết. Có lên khúc slip on titan AK Bobic đùi gà nha, AK Bobic đùi gà, đùi gà này thường thường người ta lên đúng rồi, lên xe lớn này nhiều nè, đuôi carbon, không phục này kia là mọi thứ còn đẹp lóc lanh hết. Đây em quay phía trong cho mọi người xem nè, nha em quay cận cảnh phía trong luôn cho mọi người thấy con xe nó đẹp lóc lanh nào. Đó, có lên bát bị sốt rút gầm nè, cái gì ta, đồ cái gì nó quên tên nè, lâu lâu quên tên nè. Đó, bị sốt rút gầm xi nhan led, bị sốt Sài Gòn nha mọi người, bị sốt Sài Gòn. Này, không có gì để chê hết nha, Z900, giá quá rẻ luôn, 202.800.000, dòng xin dễ là còn đẹp long lanh. Còn bọng này kia là còn ok hết nha. Về chỉ có đổ thêm xăng và chạy thôi. Đó, chống đổ lúc máy này kia nè, chống đổ lúc máy, chống đổ khung và che két này kia đầy đủ hết rồi. Nói chung là lên đầy đủ, lên đầy đủ hết. Anh vô vô coi, anh vô lên đầy đủ hết cho mọi người đủ điều kiện để chạy xe luôn, là khỏi về bỡ lên đồ chơi. Đây để sau nè, à để bên này nè, con băng nè, ABS này kia nè, dòng như ABS này kia là mọi thứ còn hoạt động hoàn hảo hết nha. Đó, miếng dán quá đẹp luôn nè, thấy không, đề can quá đẹp luôn, kim tuyến. Đó, quay cận cảnh chi tiết cho mọi người nha, thấy chưa, quá đẹp. Rồi lên tới phần đầu, lên kiến nè, bao tay nè, chống đổ, chống đổ tay côn tay hắn nè, tay côn hắn 6 số nè, bóp nhẹ nhàng luôn.
Đó, lắp nhẹ nhàng luôn. Miếng xăng nè, dán quá đẹp luôn, không có vết hở này kia luôn. Để em đè máy thử cho mọi người nghe nha. Đó, một phát ăn ngay. Quá đẹp luôn. Dán 800 cực ngầu luôn. Mặt cáo. Quá đẹp luôn nha mọi người. Mua gara Akamobix ấp. Nè xíu nữa ra lửa luôn nha mọi người. Ok. Rồi nha anh em, xe thì đẹp nè, bóng loáng, ốc thắng sáng trưng. Thì em đã rửa full từ trong ra ngoài rồi. Thì anh em mua về thì không phải dọn rửa làm gì thêm nữa. Là về chỉ việc đổ xăng chạy thôi. Đừng có so sánh mấy cái xe cũ hay là xe mà hư này kia. Rồi anh em về sửa rồi rửa này kia còn tốn thêm tiền nữa nha. Rồi thì bên em mua xe á thì có tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm với lại là bảo hành cho anh em. Tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm và bảo hành cho anh em nha. Đây, giờ cửa hàng em là địa chỉ là 59 Tô Ngọc Vân nha, trung tâm của thành phố Thủ Đức. Anh em cứ gõ Google Maps thêm mô tô Thủ Đức ra. Đây, cửa hàng em rất là bự nha, trạm xe lướt thêm mô tô Thủ Đức nha. Em có gọi là sao, hỗ trợ rồi quay đầu thi bằng lái này kia đầy đủ hết cho anh em luôn. Có quẹt thẻ trả góp nè. Rồi anh em nào có thẻ Visa trả sau á thì mình quẹt được lãi 0%. Rồi còn không có thẻ thì mình trả góp qua FEDIP. Thì cái đó thì hỗ trợ ít hơn, hỗ trợ có 40 triệu thôi. Thì tất cả các xe ở đây thì anh em, đây xe rất nhiều nha. Anh em mua xe thì tất cả xe hải quan hết. Em không có xe thanh lý với xe giấy tờ hợp lệ nên mua bán hay là rút gốc này kia em hỗ trợ hết. Rồi anh em mà muốn ship xe tỉnh á thì chuyển khoản cọc cho em sẽ ship tận nơi cho anh em toàn quốc nha, từ Hà Nội rồi tới Cà Mau này kia là cứ hú em chuyển khoản cọc và ok. Xe thì em quay như clip, không có sai sót, không có gọi là chỉnh sửa gì trên đó hết, hỗ trợ anh em thi bằng luôn nha. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ em, địa chỉ trên đó. À quên, số điện thoại là ở trên đó luôn. Hoặc anh em có thể xem khảo nhiều xe nữa trên Facebook của em hoặc là trên fanpage. Số điện thoại của em là 0937 201 290 và số thứ hai là 0924 700 900. Địa chỉ là 59 Tô Ngọc Vân nha, phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn. Mặt tiền luôn nha. Anh em đi Phạm Văn Đồng quẹo phải vô khoảng là 300m là thấy tiệm em thôi. Rồi xin chào anh em thấy hay thì cứ like cho em một phát để sau này có những cái xe khác em đăng lên anh em dễ xem.